Mới đây, câu chuyện của một nam thanh niên ở Lạng Sơn viết đơn xin tham gia vào hội phụ nữ xã bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Được biết, anh từng là một thanh niên khỏe mạnh cực men, nhưng anh chẳng thể ngờ rằng cuộc đời của mình đã thay đổi chỉ sau trận ốm thập tử nhất sinh, bởi sau khi khỏi bệnh, anh đã hoàn toàn thay đổi. Nhân vật chính trong câu chuyện này là anh H, sinh năm 1984. Tính đến nay, anh H đã tham gia vào hội phụ nữ địa phương đã gần 10 năm. Chia sẻ về lý do đằng sau quyết định của mình, anh cho biết, đơn giản chỉ vì anh muốn được tham gia sinh hoạt trong một tổ chức nào đó để có thể chuyện trò, và quan trọng hơn là được đóng góp công sức nhỏ bé vào việc phát triển thôn bản. Nhiều người cho rằng hành động đó là điên khùng khét người, nhưng em không quan tâm. Quan trọng là em cảm thấy thoải mái và được sống đúng như những gì em mong muốn. Theo lời mẹ của H, cuộc đời anh đã thay đổi khá nhiều chỉ sau trận ốm nặng. Nhìn cử chỉ dịu dàng, mái tóc dài duyên dáng, ít ai ngờ rằng trước đây H là một chàng trai khá men. Nhiều người lầm tưởng anh là phụ nữ. Chính vì vậy, không ít lần rơi vào các tình huống cười ra nước mắt. Ví dụ như chuyện nhiều chàng trai ở những bản khác nhầm lẫn H là con gái và buông lời tán tỉnh. Thế nhưng khi biết H là con trai, họ hết sức ngỡ ngàng và đánh bài chuồng. Trước những chuyện dở khóc dở cười liên quan tới việc nhầm lẫn giới tính, anh rất vui vẻ và lên tiếng thanh minh. Khi nói đến việc lập gia đình, anh chàng này cho biết mình sẽ không kết hôn mà sẽ sống như vậy và chăm sóc mẹ đến suốt đời.